Xin các bạn, mình là Bách Thông đến từ cửa hàng đồ bảo hộ bybit.vn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm đến từ nhà Skoico, đó là chiếc áo giáp Skoico AM03. Đây là chiếc áo giáp được thiết kế từ ergonomic, một thiết kế lấy từ ý tưởng và nhu cầu của người sử dụng để tạo nên một chiếc áo giáp thoải mái và phù hợp với nhu cầu người sử dụng. Cái áo giáp này được làm từ vải tổng hợp và co giãn thoải mái, ôm sát body của mỗi người, và các miếng bảo vệ của từng bộ phận như là cầu vai, khuỷu tay, trước ngực và đằng sau lưng. Chiếc áo giáp này đóng vai trò như là một chiếc áo giáp lót ở bên trong, và các bạn có thể khoác thêm một chiếc áo, một lớp áo ở bên ngoài mà không hề gây khó chịu cho chúng ta. Và chiếc áo giáp Skoico AM03 này được chứng nhận CE về các miếng đệm để chống va đập, chống sốc và tăng tính an toàn cho người sử dụng. Và mọi thông tin hơn về chiếc áo giáp Skoico AM03 này, các bạn có thể liên hệ đến số hotline 0906 607030 hoặc truy cập vào website bybit.vn. Và cảm ơn các bạn đã xem buổi review của mình, và mình là Bách Thông đến từ cửa hàng bybit.vn.